Luật lệ and 10 how do I X ở đây apply và thế nào chúng ta áp dụng được it? vào We all đây? know that Chắc chắn là chúng ta biết rằng cái thành công nó là một cái rất là quan trọng, đúng không? Cho nên không có ai đạt được mục đích khi mà chúng ta là thất bại chưa, mà chúng ta đạt tất cả mới được thành công. Khi mới chỉ thành công thì kinh chỉ không phải là một người đạt được sự thành công đâu. Bởi vì cái chuyện thành công á, trong một cái vòng xã hội á, chúng ta sẽ truyền cảm hứng với người bạn của mình chúng ta thành công. Nên cái chuyện thành công thì chỉ thể là giúp gia đình của mình, giúp những người xung quanh của mình, hoặc là tạo nên một công việc cho tất cả những người xung quanh. Tôi biết được rằng thành công là một cái trách nhiệm của mình, thành công đó chính là đạo đức của mình. Các anh chị không phải là người duy nhất đạt được cái lợi ích đâu, mà các chị phải giúp những người xung quanh, có một cái đạo đức xung quanh những người xung quanh đó. Và nếu chúng ta chắc là cái sống trong cái mức tiềm năng của mình, cho nên chúng ta thành công không phải là tiền thôi các anh chị, mà chính là gì đạt được cái mục tiêu của mình, và có thể là tiền bạc, hoặc có nghĩa là gia đình của mình, và cuối cùng tạo nên một cái truyền thoại, một cái di sản cho người xung quanh. Cho nên đây không có một cái là bây giờ là đủ chân. Quý vị thành công chúng ta có thể là giúp những người khác thành công. Ví dụ Microsoft thành công thì có thể là giúp Apple thành công theo luôn. Như Warren Buffett thì có thể giúp những người investor khác thành công theo. Và sự thành công của anh chị là giúp những người khác thành công. Thành công không phải là một cái hết đâu quý vị. Như tôi nói, thành công chỉ là một cái gì đó là tạo nên và không phải là chỉ đạt được. Cái căn bản của luật 10 lần là sao? Những gì mà chị đang làm á, nghĩa là cái gì làm càng chậm á, chị tốn càng nhiều sức, càng nhiều nỗ lực á. Cho nên mọi người thường thường là họ đầu hàng bởi vì sao? Bởi vì họ không có một cái cách làm đúng. Một số người đạt được cái mục tiêu này đó là đạt nhiều thời gian, đúng không? Nhưng mà cái thật sự không phải cần nhiều thời gian đâu, mà cần nỗ lực gấp 10 lần. Hãy nghĩ vào những cái mục tiêu của anh chị bắt đầu sẽ 10 lần thời gian hơn. Là nếu các chị không? Hãy trở thành một thật là ngạc nhiên, đúng không? Những người thành công hơn. Bởi vì những người nào họ thành công là nếu họ có đạt được mục tiêu của mình ấy, thì chắc họ sẽ xuống cái mục tiêu thấp hơn nữa. Cardone nói là đừng bao giờ giảm cái mục tiêu của mình. Giải pháp đó là tăng cái khả năng của mình lên gấp 10 lần để mà các anh chị có thể thấy cái mục tiêu của mình không có phải mất nhiều thời gian. Ví dụ như mục tiêu của mình là 500.000 đô trong một năm. Nếu mà các chị nhìn vào 10 lần á, thì chắc chắn là 10 năm mới phải đạt được như vậy á. Cho nên thay vì mình nhìn vào có gì bây giờ là mất là 10 năm chăng nữa đi, thì tại sao chúng ta không có tăng cái nỗ lực của mình lên gấp 10 lần? Trên thay vì mình nhìn vào 500.000 đô đó, chúng ta nhắm vào 5 triệu đô la trong một năm. Cái này phải nó hơi bị khủng đúng không? Nhưng mà chắc chắn chị phải bỏ 10 lần nỗ lực cho một năm đó để đạt cái mục tiêu riêng của mình. Đó chính là tạo nên cái cơ hội cho các anh chị có thể chạm được cái mục tiêu đầu hơn, mục tiêu đầu tiên của mình. Có 5 ý tưởng trong cuốn sách này có thể giúp mình đạt mục tiêu 10 lần. Thứ nhất, hành động. Cardone nói là có 4 cấp độ của hành động với một mục tiêu hay là vấn đề mới. Thứ nhất là không hành động. Bởi vì mọi người cứ nghĩ rằng họ không điều làm gì hết trong cái suốt cuộc đời của mình và họ không có hành động gì hết, nhưng mà chắc chắn phải dùng một nỗ lực, đúng không? Cho nên họ luôn luôn có nỗ lực là tìm cái lý do để không làm cái việc đó, và họ dùng bao nhiêu cái nỗ lực để mà đưa lý do mà. Người thứ hai á, là người bắt đầu họ lẩn tránh cái hành động. Rất nhiều người họ trốn cái vấn đề của họ. Bao nhiêu người làm kinh doanh, các chị thấy được là họ cập nhật công nghệ, social media. Bởi vì cái đó, cái thử thách mới cho họ, kinh doanh họ má, họ không có làm. Họ đưa cái những lý do để họ không có làm cái điều đó vì nó không hiệu quả đâu. Và điều thứ ba đó, là những người hành động bình thường đấy. Những người này á, hầu hết những người ta đều làm như vậy. Họ chỉ làm vừa đủ thôi để lấy được cái mục tiêu bình thường của họ thôi. Điều quan trọng là họ dễ dàng chấp thuận, chấp nhận được những cái gì bằng cái xã hội này. Cho nên họ cảm thấy là điều bình thường của xã hội thôi. Phần thứ tư, hành động mạnh mẽ. Đây là chúng ta bắt đầu chúng ta nỗ lực sự hành động gấp 10 lần luôn cái nỗ lực của mình luôn. Hơn 10 lần cái nỗ lực hơn những cái người bình thường họ làm. Đây là cái những cái phần, cái góc độ mà chúng ta bắt đầu vượt qua những người trong một cái buổi trung bình đó, họ nhìn vào mình đó, họ thấy là sao mình hãy bỏ nhiều thời gian như
vậy. Và chắc chắn là họ sẽ bắt đầu họ là mình mất động lực liền. Kế tiếp là cái những con người họ bắt đầu làm những cái mục tiêu quá nhỏ đi. Mục tiêu quá nhỏ là bởi vì người ta muốn tạo mục tiêu hay sao? Bởi vì cái họ rất là dễ bỏ cuộc, bởi vì cái mục tiêu không có giống như họ mong muốn, không thích. Nên họ cảm nhận được là những cái gì đó ngăn cản họ lại sẽ thành công, bởi vì cái mục tiêu họ quá nhỏ, họ không có cảm thấy thoải mái. Cho nên hãy nghĩ là một số mọi người cứ đều viết mục tiêu của họ xuống chỉ mỗi năm một lần thôi, thay vì phải viết mỗi ngày và thay đổi. Cho nên câu hỏi là mục tiêu có xứng với tiềm năng của mình hay không, hay là họ chỉ là an toàn. Mục tiêu chắc chắn phải trên cái tiềm năng của mình chỉ có thể là đạt được. Điều thứ ba là nỗi ám ảnh. Một số người nghĩ sự ám ảnh là cái tiêu cực, rất là tiêu cực, nhưng mà có sự ám ảnh nó nghĩa là giúp cho anh chị trở nên tốt hơn, là thành công hơn, có nghĩa là cái năng lượng rất là mạnh. Bởi vì khi mà chị bị ám ảnh mục tiêu của mình á, thì các anh chị sẽ bỏ cái bao nhiêu nỗ lực của mình đi vào đó. Mình không có nói là ám ảnh nữa, nó thực sự nó giống như là một cái gì đó, là cái nỗi mà hy vọng hơn nữa. Với những người rất là thành công ở đây á, họ luôn luôn có cái sự và thích cái mục tiêu của mình và một nhiệm vụ của mình. Như Steve Jobs làm cô động thế giới này lại bằng cái dùng cái công nghệ của Apple thay đổi thế giới. Michelle Obama truyền cảm hứng những người xung quanh. Nếu vậy, tôi hỏi các anh chị, nhiệm vụ của mình là gì? Số 4, nỗi sợ hãi. Thời gian làm tăng sự sợ hãi. Thời gian ấy, chị nghĩ về nỗi sợ hãi càng nhiều, thế như càng sợ nó hơn. Một số người nhìn thấy không sợ hãi, sao không phải là họ không có sợ, mà bởi vì họ không có dành thời gian nhìn vào cái nỗi sợ đó. Bởi vì những người thành công á, họ cảm thấy sợ và dùng cái đó là cái động lực đi, là thời gian để hành động. Họ chỉ hành động và nhanh thôi. Họ biết là cái nỗi sợ là cái chuyện rất là bình thường của con người, cho nên họ bước ra khỏi vòng thoải mái của mình và họ dùng cái nỗi sợ hãi đó chính là cái tăng hành động của mình. Và thứ năm, cường độ và đều đặn. Để chúng ta muốn đạt một cái mục tiêu gấp 10 lần á, chúng ta phải tạo nên một những hành động mạnh mẽ vào một khoảng thời gian dài. Một số người á, họ bắt đầu một cái dự án á, họ bắt đầu họ làm rất là nhanh trong thời gian rất là đỉnh điểm đi, thường là 18, họ cường độ rất là cao, 18-20 tiếng mỗi ngày luôn, họ không ngủ, không chịu ăn gì hết, và họ hết năng lượng, họ trong vòng một tuần là họ banh liền à. Tôi thấy có nhiều người giống như vậy lắm. Nhưng mà chúng ta tin được vào cái cường độ và chúng ta bắt đầu chúng ta phải biết được rằng là cái nền tảng là sao, cái dinh dưỡng là ăn uống là nghỉ ngơi nè, chúng ta cần cái cường độ đúng không? Nhưng mà với cái dinh dưỡng mà không có tập thể dục đầy đủ á, chúng ta không có một cái năng lượng để bắt đầu cái cường độ cho một cái thời gian dài đó. Cho nên chúng ta muốn đạt được một cái mục tiêu lớn á, chúng ta phải hành động lớn trong một cái sự thời gian đều đặn. Cho nên bây giờ hãy hành động đi các anh chị, hành động nghiêm túc đi.